Vì sao thiền mà không định? Vì tâm còn vọng tưởng, còn chấp tướng, vẫn ngồi đó tĩnh tọa. Mọi người và bản thân của bạn nghĩ bạn năng thiền, nhưng tâm của bạn tán loạn vì cơm áo gạo tiền, vì danh văn lợi dưỡng, tức là bạn ngồi đó chỉ tu thân. Thiền mà không phải thiền, tâm tán loạn vì chưa xả ly được những tạp niệm. Bạn chưa chăn được con trâu trong tâm thức của mình, bị nó lôi đi tứ xứ. Có người chưa bao giờ tập hành thiền lại bảo rằng ngồi thiền khó lắm, ngồi sai bị nhập, ngồi sai bị tẩu hỏa. Điều này chẳng khác gì người chưa từng lái xe, chưa từng tập ô tô, nghĩ rằng mình khó có thể điều khiển được. Vậy trường hợp nào là bị nhập? Chính là khi thân bạn nhược, tâm bạn cũng nhược theo. Tâm bạn loạn, bạn đang trong giai đoạn ý niệm bất thiện hay lo sợ điều gì đó. Bạn lại ở vào nơi có vong linh và cùng tầng sống với họ. Điều này tương tự trong hàng vạn số, ai đó bấm đúng số điện thoại của bạn sẽ đổ chuông. Khi thân bạn khỏe, tâm bạn thiện, dù bạn có vô tình ở nơi có linh giới, sẽ chẳng có việc gì xảy ra. Ngoài trường hợp hiếm hoi trên, hầu hết những hiện tượng còn lại do bạn ngồi chưa đúng tư thế, do bạn chưa quen, nên khí huyết bị nghẽn, cơ thể và cả hơi thở khó chịu, làm bạn lo lắng. Tư thế xếp bằng tĩnh tọa giúp khí huyết phần trên lưu thông tốt hơn. Nhưng với người mới tập, cơ thể chưa quen, lại không xoa bóp những phần chân trước khi ngồi, thì việc ê chân, ê mông, mỏi lưng là điều khó tránh khỏi. Vì thế đừng lo lắng quá về việc ngồi thiền sai có bị tẩu hỏa không. Chỉ cần bạn ăn mặc thoải mái, quần không nên quá chật, bất kỳ buổi nào, bất kỳ nơi đâu, ngồi xuống tĩnh tọa, mắt nhắm lại, thả lỏng toàn thân, hai tay đan vào nhau, hít vào đếm 1, thở ra đếm 2, hít vào đếm 1, thở ra đếm 2 trong suốt buổi thiền. Cảm nhận từng hơi thở của mình, biết mình đang còn thở. Tâm của bạn trụ vào hơi thở hoặc trụ vào nhịp đếm. Phương pháp đơn giản này vô cùng hiệu nghiệm cho người mới tập. Đừng quan trọng mình thở mạnh hay thở chậm, thở nhanh hay thở chậm, thở mũi hay thở miệng, bình thường bạn thở sao cứ thở như vậy. Đây là phương pháp cho người mới tập, các vị đừng chấp vào phương pháp này, phương pháp kia. Không nên chấp vào kiểu ngồi này, kiểu ngồi nọ. Vì ngồi thiền là tu tâm, không phải tu thân. Giai đoạn sau là giai đoạn quán, quán xét những lỗi lầm của mình, quán xét cái tôi, dần dần buông xả chấp ngã. Khi ấy tâm vọng tưởng sẽ nhạt dần, đó là lúc nhập định. Tâm định thì tuệ sẽ sinh. Nhẫn là một pháp môn rất khó để tu, vì con người luôn nâng cái tôi của mình lên trên nhất. Cái tôi càng lớn, sự hiểu biết càng bé. Người dùng cái tôi, cái quyền của mình để lấn át người khác, họ tạm phục bạn vì cái quyền nhưng không phục cái tâm. Các vị nên biết mọi thành tựu đều từ pháp nhẫn mà nên. Các vị đừng nhầm lẫn giữa nhẫn nhịn và chịu đựng. Người biết mở lòng hạ mình là người có tâm thái bao dung. Với tâm thái bao dung là người có đức độ. Người biết hạ mình trước những lời khó nghe là người biết thông cảm cho người đang sân hận. Chính vì biết nhường nhịn, không ôm vào lòng những phiền não do người khác mang đến. Nếu các vị thường chắp tay đảnh lễ chư Phật, thì hành động hiệp thập này là hành động hạ mình, hạ đi cái tôi, cung kính người khác
đó chính là phước. Nhẫn là một pháp tu không phải ai cũng dễ dàng thấu đạt. Khi ai đó mắng bạn, bạn tự nhủ rằng hãy nhẫn nhịn. Thật lòng bằng mặt mà không bằng lòng. Cái gọi là vận mệnh hanh thông, đó chính là tâm thân phải hợp nhất, đó chính là tâm bình khí hòa. Tâm bảo thân làm theo, tâm nghĩ rằng hãy mở lòng với người đố kỵ và mở lòng với chính mình, thì thân thể cơ mặt cũng phải co giãn theo. Đó chính là phong thủy tốt, chính là vận mệnh hanh thông. Trước khi thông đạt được pháp nhẫn, bạn phải có định. Tâm định thì tuệ sinh, tâm bình thì khí hòa. Lời nói ôn hòa, hành động ôn hòa, vận hạn theo đó mà chuyển biến. Tâm thiện thì tướng chuyển. Khi bạn u sầu thì tướng mặt, cơ mặt, mọi thứ trên mặt của bạn làm sao vui cho được. Giả dụ tập khí của ai đó luôn giận dữ, cơ mặt, cơ miệng, cơ gò má tạo nên một diện mạo đáng sợ, làm sao tướng có thể chuyển được thiện? Tướng sẽ chuyển theo tâm. Ngày ngày tập khí của bạn như thế nào, đêm ngủ cũng như thế ấy, tướng cũng từ đó mà sinh theo. Một người có vận khí suy, diện mạo u ám, tâm thái bất bình, nếu kiên trì cải mê thành giác thì trong vòng tầm 3 năm tướng sẽ chuyển, vận cũng chuyển theo. Tâm định thì tuệ sinh, phước duyên sẽ đến. Tu phước thì quả là phước, tu huệ thì quả là huệ, phước huệ song tu là điều Phật dạy. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.